thưa quý vị một bê con hai đầu được sinh ra ở Peru một bê con hai đầu có một không hai đã được sinh ra tại một ngôi làng ở miền bắc Peru và điều này đã khiến cho dân làng hoang mang vì lo sợ rằng không biết đó là điềm lành hay điềm xấu một số người cho rằng đây là kết quả của ô nhiễm môi trường do khai thác khoáng sản trong khu vực rất đông người dân kéo đến xem tận mắt con bê hai đầu cho thỏa mãn sự hiếu kỳ con bê sinh ra ở ngôi làng hẻo lánh Bambarmarca thuộc tỉnh Chachamarca miền bắc của Peru nó không thể ăn như bình thường vì hai đầu quá nặng, khiến con vật di chuyển rất khó khăn, thậm chí không thể đứng được. Chủ con vật tội nghiệp, người nông dân Edward Villegas Rubio phải nuôi nó bằng sữa bình. Theo mô tả, con vật mang hình dạng dị thường với hai đầu, hai mũi, hai cặp mắt và hai miệng. Lý do về sự dị dạng này hiện đang được tranh cãi, các chuyên gia chưa khẳng định nguyên nhân là do ô nhiễm mà cho rằng hiện tượng này có thể là bị dị tật bẩm sinh hoặc người nuôi sử dụng quá nhiều kháng sinh trong thời kỳ bò mẹ mang thai. Cuối cùng, các chuyên gia bày tỏ nghi ngờ rằng con bê có hai đầu này là do ô nhiễm môi trường do mỏ khai khoáng gần đó gây ra.